Kính thưa thầy. Vợ con nói năm nay con có sao Thái Bạch chiếu. Mà sao Thái Bạch thì quét sạch cửa nhà nghĩa là hao tổn tài sản. Có người bạn con nói con phải nên làm lễ dâng sao để giải hạn. Vậy con có phải dâng sao để giải hạn không ạ? À? Hay con nên làm thế nào? Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Con xin thành kính tri ân thầy quý phật tử này hỏi về việc lễ cúng dâng sao giải hạn thì à, năm nay phật tử này lại bị sao thái bạch chiếu nên là rất lo wow, người ta nói thái bạch thì sạch cửa nhà cho nên phật tử lo lắm nên hỏi quý thầy vậy thì theo quan điểm đạo phật chúng ta hiểu vấn đề này như thế nào thì, kính thưa đại chúng à, chúng ta được biết đó, thì cái quan niệm sao chiếu mệnh nó được xuất phát từ các vị chiêm tinh gia, gọi là cái thuật chiêm tinh. Những nhà chiêm tinh ý, họ có quan niệm rằng à, con người chúng ta là tinh hoa của trời đất, mỗi chúng ta như một ngôi sao. Cho nên đó, là mỗi chúng sinh ở dưới này thì trên trời tương ứng với một ngôi sao, Đấy, một ngôi sao cho nên ý, ngôi sao trên trời ấy, nó ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta ở trái đất này ngôi sao ấy mà tắt là cuộc đời chúng ta cũng tắt luôn hoặc là ngôi sao đấy nó bừng sáng lên là cuộc đời chúng ta sẽ được à, tốt đẹp được à, à, sáng láng Đấy quan niệm của các nhà chiêm tinh như vậy cho nên ngày xưa từ cổ xưa đấy các chiêm tinh gia họ cũng thường vận dụng cái này để họ xem số mệnh cho từng người nhất là xem chiêm tinh cho các vị quốc vương à, những cái vị lãnh tụ họ xem cho thế thì cái thuật mà sao chiếu mạng này khi mà đến trung quốc á, thì các đạo gia trung quốc họ đúc kết lại không phải là mỗi con người chúng ta có một ngôi sao trên trời chiếu mạng Và họ đúc kết lại là có chín ngôi sao chín yeah, ngôi sao chính chiếu mạng cho tất cả loài người chín ngôi sao đấy là những sao gì những sao như sao thái âm sao thái dương sao thái bạch sao la hầu vân hán kế đô thổ tú mộc đức thủy diệu đó đấy là chín cái ngôi sao thì trong chín ngôi sao này thì có chia ra những sao là những sao tốt và những sao xấu đấy sao tốt mà khi chiếu đến ai thì cái người ấy cả năm được những điều tốt đẹp may mắn Sao xấu chiếu vào ai Thì người ấy cả năm Bị những cái điều không may mắn à, Bị hao tài tốn của Bị lo buồn Bị những tai nạn đó. Thế Và cũng từ cái thuyết này á, Thì họ nói con người ta chia ra những cái nạn Ví dụ như là nạn Hạn về toán tận Hạn thiên tinh Hạn ngũ mộ Hạn tam kheo Hạn huỳnh tuyền Hạn diêm vương hạn thiên la hạn địa võng đó đấy thì mỗi cái hạn này hồi nói lên những các cái gì chúng ta phải gặp ở trong đời đó rồi dân việt nam chúng ta cũng thế ảnh hưởng của uh, văn hóa phương bắc từ thời mà phương bắc đô hộ chúng ta rồi chúng ta cũng cũng có cái quan niệm là có sao chiếu mạng và như thế trong dân gian chúng ta bây giờ là nhân dân cũng thế thường là đi xem xem mình năm nay sao gì chiếu năm nay mình hạn gì đấy thì quý phật tử này năm nay là đi xem là sao thái bạch chiếu mạng cho nên năm nay là sợ sẽ mà sạch hết cửa nhà không còn tài sản rất lo lắng phải không? thì chúng ta thấy đi khi xem sao như thế này chúng ta thấy lo không à, nếu phải cái sao mà sao xấu chiếu thì mình lo lắng buồn giàu cả năm lúc nào cũng lo thế mà sao tốt thì nhiều khi mình cũng lại chủ quan thì lại sinh ra thất bại đó cho nên việc đi xem những cái này thực sự mà nói nó không có lợi ích gì cả không giúp cho mình cái cách gì thế thì cho nên các nhà mà uh, chuyên về sao hạn này thì họ lại bày ra cái cách để mình lễ giải sao đó. lễ sao đấy, đấy chín vì sao này gọi là kiều diệu tinh quân phải bày ra cách lễ chín vì sao bày theo hướng nào cách thức bày như thế nào họ bày ra nhiều cái cũng rất phức tạp thưa đại chúng thế rồi từ đó thì lây đến à, à, các chùa chiền Đèn đình các miếu điện phủ cũng tổ chức lễ dân sao giải hạn cắt sao cho phật tử cho nhân dân à, về phía các chùa đầu năm làm lễ dân sao giải hạn thì quý thầy nghĩ đây là phương tiện của chư tăng để cho mọi người kết duyên với tam bảo vì quần chúng dân quen rồi quan niệm rằng phải lễ dân sao giải hạn bây giờ thì nhà chùa cũng mượn phương tiện này lập cái đàn gọi là lễ dân sao giải hạn nhưng mà chính thức là để mà vào để giao hóa phật tử nhân dân thì có thể đây là phương tiện nhé nhưng mà cái sự thật của việc dân sao giải hạn thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu trong đạo phật như thế nào về cái việc này thì như đại chúng biết, ấy, trong tất cả các kinh điển giáo pháp của Đức Phật thì không có một bài kinh nào Đức Phật nói về việc sao chiếu mệnh và Đức Phật dạy làm lễ dân sao dài hạn cả. Đức Phật không nói rằng cuộc sống của mỗi chúng ta lại phụ thuộc vào một ngôi sao nào đó và dù sao đấy là biểu tượng hay sao đó là một ngôi sao có thật ở trên bầu trời này. Và Đức Phật không hề nói. Mà Đức Phật nói rằng chúng sinh tùy theo nghiệp mà lưu truyền. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp và, và lại là người thừa tự của nghiệp. Chúng ta tạo ra nghiệp và nghiệp ấy lại dẫn dắt chúng ta đi. Cho nên ý, cuộc sống của mỗi chúng ta chịu ảnh hưởng của nghiệp cũ rất là nhiều. Có thể nói như vậy. Nghiệp cũ phân loại chúng ta thành người sang kẻ hèn và wow. người giàu kẻ nghèo và wow. người may mắn người bất hạnh người xấu kẻ đẹp à, người dốt kẻ thông minh chúng ta trở thành người bệnh tật hay người sống thọ người khỏe mạnh tất cả những cái này ảnh hưởng của nghiệp cũ đến mỗi chúng ta rất là lớn rất là lớn thế cho nên ấy, đức phật dạy chúng ta muốn thay đổi cái cuộc đời của mình thì chúng ta phải thay đổi nghiệp, chuyển hóa nghiệp. Mà muốn chuyển hóa nghiệp thì chúng ta phải tu tập. Đức Phật thuyết ra kinh nhân quả, thuyết ra kinh thập thiện nghiệp để cho chúng ta tin nhân quả và chúng ta tu tập chuyển hóa nghiệp. Ba cái nghiệp chúng ta gây ra từ nơi thân khẩu và ý đấy gọi là tam nghiệp. Thân nghiệp, những cái nghiệp ác gì, sát sinh, trộm cắp, tả dâm. Khẩu nghiệp, Nói dối, nói hai lưỡi Nói theo dệt, nói lời ác Ý nghiệp Tham lam ích kỷ, sân hận Oán thù, si mê tả kiến Đó, đấy là 10 cái ác nghiệp Nếu chúng ta Làm 10 ác nghiệp này Thì chúng ta sẽ chịu những cái Quả báo đau khổ à, Quả báo đau khổ Còn nếu chúng ta không làm những cái Điều ác này, chúng ta tu tập thiện nghiệp Chúng ta không sát sinh Mà chúng ta phóng sinh cứu vật cứu người chúng ta không trộm cắp mà chúng ta bố thí cúng dường và chúng ta không tả dâm chúng ta sống lành mạnh và trung thủy vân vân chúng ta làm những điều thiện như vậy thì cuộc sống của chúng ta cuộc đời chúng ta sẽ tốt đẹp sẽ khác nó sẽ chuyển hóa đáng lẽ chúng ta phải chịu trả một cái quả khổ như thế này nhưng trước đó chúng ta có tu tập và tu tập như phật dạy đấy thân tu giới tâm tu tuệ thì nó sẽ chuyển hóa cái nghiệp này chúng ta không bị trả những cái nghiệp đau khổ đó chứ không phải là chúng ta làm cái lễ dân sao giải hạn mà hết được à, nếu lễ dân sao giải hạn mà giải được hết hoạn nạn cho chúng ta thế thì có liệu có giải được cái nạn chết cho chúng ta không thế thì chúng ta sống mãi được hay sao à, ai cũng phải chết cứ sắp chết ta lại dân sao giải hạn thế có được không à, chắc chắn đại chúng biết là không ai có thể giải được đúng không rồi như vậy là sẽ không còn ai còn bệnh thật gì nữa Không còn ai bị tai nạn nữa à, Các chiến sĩ trước khi ra trận Làm lễ dân sao giải hạn Thì ra chiến trận không ra phải chết nữa Chúng ta có làm được cái điều đó không Đấy à, thì Chúng ta biết hàng năm biết bao nhiêu uh, Phật tử, nhân dân đi lễ dân sao giải hạn Mà có hết được hạn không Không hết được hạn Bản thân quý thầy cũng chứng kiến những cái điều này à, đó. Rất nhiều người dân sao giải hạn rồi Mà rồi hạn vẫn xảy ra Đó đấy thì như vậy chúng ta biết cái việc dân sao hạn nó là không đúng nhà. Mà đạo Phật là đạo rất thực tế là chính chúng ta phải tu tập chuyển hóa nghiệp của mình thì mới chuyển hóa cái cái nạn của mình được. Hoạn nạn là do nghiệp sinh ra. Nghiệp được chuyển thì hoạn nạn sẽ chuyển. Đó, đấy là chúng phải nhớ như vậy. À, chúng ta tin chắc lời Phật dạy. Đức Phật là bậc mà toàn giác. Ngài biết rất rõ cái luật vận hành của nhân quả và quả. À, như thế nào ngài nói cho chúng ta để chúng ta tu tập à, không ai ra ngoài được nhân và quả đã gieo nhân thì đủ duyên là sẽ phải gặt quả bây giờ chúng ta phải tu tập để gieo những nhân mới và tạo những duyên lành để chúng ta chuyển hóa cái quả báo xấu của mình quả báo xấu mình gọi là hoạn nạn đấy nhé thế cho nên đối với đạo Phật thì không có tin là các sao chiếu mệnh chúng ta cũng không tin rằng dân sao là dài được hạn vào mà chúng ta phải tránh tín nhân quả và tin lời Phật dạy tu tập thực hành tất cả các thiện pháp và chuyển hóa tâm mình thì chuyển hóa được nghiệp của mình và chuyển hóa được hoạn nạn của mình đó cho nên Phật dạy là chúng ta làm chủ nhân số mạng của chúng ta đấy bậc quân tử thì có cái học tạo ra mệnh của mình đó là chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta phải phải học và tin cái điều này đó thì quý thầy xin dẫn câu chuyện có chú tiểu đó ở với một hòa thượng ở trên núi tu tập Ê, hòa thượng thì là bậc đã chứng quả thánh ngài biết chú tiểu này chỉ có 7 ngày nữa là sẽ bỏ mạng cho nên ấy ngài cho chú tiểu về quê thăm bố mẹ rồi chú tiểu này sẽ bỏ mạng ở tại quê nhà thì ngài cho chú tiểu về quê trên đường về quê chú tiểu đi qua một con suối Đúng lúc ấy mưa lớn đổ xuống Và chú Tiểu thật là khó qua suối Đứng bên bờ suối Bỗng chú nhìn thấy trên dòng suối Có một cái bọng cây Nó trôi và trên bọng cây đấy là vô số Những con kiến ở trong rừng đó Nó bộ ở trên cái bọng cây đó Và nếu mà chỉ trôi một đoạn nữa là Bọng cây nó sẽ bị sóng nó đánh dập Và nó sẽ chết hết cả đàn kiến Chú nghĩ đến muốn cứu đàn kiến Chú đã lội xuống suối Và tìm một cách kéo được cái bọng cây lên lên trên bờ cứu thoát cả đoàn kiến sau đó chú đợi cho mưa tạnh rồi chú vượt suối trở về nhà về nhà sống với bố mẹ rất là hoan hỉ hết một tuần thì chú xin phép bố mẹ được về chùa vì sư phụ nói cho đi một tuần mà đó thế khi chú trở về chùa thì sư phụ rất ngạc nhiên là thấy chú trở về rất là bình an mà lại còn có cái sắc diện lại rất là tốt đẹp thì sư phụ cũng không, không không biết là sao mới hỏi hỏi chú là thế trong thời gian về con có làm được điều gì thiện không thầy chú tiểu nói là bạch sư phụ là con thì cũng chẳng làm được điều gì thì sư phụ cho về thì con về nhà con chơi à nhưng mà chú tiểu nhớ là hôm ấy con trên đường về gặp và mưa lớn và con đã cứu được một đàn kiến ở trên cái, cái suối đó thì sư phụ mới nói đúng rồi nhờ cái nhân lành này cho nên con đã được kéo dài thọ mạng. Ta biết rằng đáng nhẽ sau một tuần con sẽ bỏ mạng cho nên ta muốn cho con về quê và con sẽ bỏ mạng ở tại nhà với cha mẹ. Nhưng mà do con làm được cái việc thiện, con cứu được cả đàn kiến này cho nên thọ mạng con được kéo dài đến hôm nay. Đó, thì thưa đại chúng, qua câu chuyện này để chúng ta biết và chúng ta có thể chuyển được cái hạn của mình À, à bằng chính cái việc tu tập các cái thiện pháp bằng cái tâm từ bi của mình bằng những cái tâm nương tốt đẹp của mình mình sẽ chuyển hóa được được nghiệp chướng được tai nạn tai ương đấy là cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta và đó là chính tín của đạo Phật thì, kính thưa đại chúng qua câu hỏi này của quý Phật tử thì quý thầy rất mong các Phật tử chúng ta phải chính tín nhất là những ngày đầu năm chúng ta đi lễ bái khắp các nơi à, chúng ta nếu còn tin quan niệm sao chiếu mạng à, thì chúng ta sẽ rất dễ lạc vào các cái điều mê tín và khi mê tín như thế thì có khi tiền mất tật mang và lo lắng à, suốt cả một năm đều không tốt chúng ta cứ tin lời phật dạy thực hành theo lời ngài chỉ dạy chúng ta sẽ được cuộc sống tốt đẹp hơn à, chúng ta có thể vượt qua được cái các cái ách nạn đó là À, lòng tin chân chính, à, thầy rất mong các quý phật tử chăm chỉ học pháp wow. để mà chúng ta hiểu rõ lời Phật dạy như vậy, chúng ta sẽ tránh bớt được rất nhiều những các cái lo lắng đau khổ trong cuộc đời à, như vậy, cuộc sống chúng ta mới được an vui. kính thưa đại chúng, câu hỏi thứ nhất từ Facebook bạn Phạm Tuyền, kính thưa thầy, con nghe nói đồ ăn nếu dâng cúng trên bàn thờ thì nhanh chín hơn để ở ngoài như vậy có đúng không ạ? À? Có mấy lần con thử quan sát hoa quả và đồ ăn dâng lên bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà thì con thấy hoa quả bên bàn thờ ông bà nhanh chín và đồ ăn nhanh hư hơn ở trên bàn thờ Phật dù con không có thắp nhang gì nhiều. Có người bảo là do ông bà cửu huyền về hưởng lộc, hưởng đồ cúng nên mới nhanh chín hoặc có thể là do quỷ thần lén lút ăn vụng, đồ thờ cúng khi gia chủ không để ý hoặc do tổ tiên trách mắng việc thờ cúng của con cháu không thành tâm như vậy có đúng không ạ à? con xin thầy giải thích giúp con hiện tượng này con xin cảm ơn thầy đấy là bạn phạm tuyền bạn hỏi câu hỏi như vậy về đồ thờ cúng chắc là cái này trong phật tử chúng ta cũng có một số người cũng thắc mắc à, thắc mắc tại sao đồ thờ cúng trên ban thờ nó lại chóng hư hơn nó chóng héo hơn à, nó không được thơm tho hay là thế nọ thế kia thì bạn này bạn hỏi như vậy đấy Thì thầy xin chia sẻ cho bạn này với đại chúng hiểu thế này thứ nhất chúng ta cùng nhau nhận định rất rõ là cái việc thờ cúng là đức phật đã dạy trong bài kinh mở đấy việc cúng lễ cho người đã mất là tốt là cần thiết nghe không đấy, cho đến cúng cho cả quỷ thần và chư thiên nó đều tốt cả nhé vì vong linh ấy, thì vong linh nhà mình có có thể về thụ hưởng nếu vong linh gần đời gần kiếp chúng ta không về thì có những vong linh nhiều đời nhiều kiếp trước quyến thuộc của ta họ vẫn có thể về họ thụ hưởng cái này là trong kinh đức phật xác nhận rõ ràng nhé yeah. thế cho nên cái việc chúng ta nghĩ đến người quá cố dâng cúng phẩm vật cái việc đó là việc tốt cũng là việc nên làm trong kinh đức phật dạy ở noi và đức phật còn dạy một cách hay hơn lo lắng cho họ tốt hơn đó là cúng dường đến tam bảo cúng dường đến chúng tăng hồi hướng phước báo trọ thì cái đấy lại còn tốt hơn cả việc chúng ta dâng cúng trực tiếp cho vong linh nhé yeah. Thế thì ở đây thế giới của vong linh Mình gọi là cô hồn ngã quỷ đó Khi họ về Họ thụ hưởng các vật thực cúng dường bằng cách nào Thì trong kinh Đức Phật dạy Những cái vong linh đấy họ thụ hưởng Thường là họ thụ hưởng bằng cái mùi Cho nên các vong linh còn gọi một cái tên là hương ấm Họ thụ hưởng cái mùi hương của vật thực Hương hoa quả, hương thức ăn Khi mà chúng ta dâng lên nó bay mùi ra Họ thụ hưởng cái đấy họ, Người cái mùi ấy là họ no rồi họ đến họ, họ họ, hút cái mùi ấy là họ no rồi nghe không? đó nhé hoặc là những cái tinh chất của vật thực đấy họ cũng có thể đến họ họ rút được cái tinh chất đấy họ thụ hưởng họ đi qua là họ thụ hưởng được nhé đấy cái chuyện đó, nó, nó nó là có cái thế giới tâm linh họ, họ, sống như vậy cái thân của họ là cái vật chất rất vi tế nó có thể hấp thụ rất vi tế đại chúng không hấp thụ bằng cái mùi hương bằng cái tinh chất của vật thực thôi họ hấp thụ được nghe không? chính vì thế cho nên chúng ta dâng cúng đến cho gia tiên, và thường là hoa quả nó cũng dễ à, mất mùi là vì đấy đồ cúng ở trên đấy nó cũng bay mùi nhanh và nó nhạt mùi đi hơn và có thể là vì gia tiên mình về họ thọ hưởng phần mùi và do những cái phần tinh chất họ có thể họ hấp thu cái phần tinh chất cho nên hoa quả nó chóng héo hơn chóng tàn hơn à, thức ăn nó chóng bị bị hư hư giữa hơn cái đấy là sự thật không phải là không có tại chúng nhá để chúng ta tin đây là sự thật không phải là cái chuyện gì đó thế còn một phần nữa có thể cái chuyện hoa quả nó chóng chín chóng héo cũng là vì cái bàn thờ của mình nó thường đặt ở những cái chỗ có thể nó thường là kín đáo cho nên nhiệt độ nó thường cao hơn Và rồi mình thắp hương cái khói hương ấy chúng ta biết đấy khói hương nó cũng ủ được hoa quả trong chín ấy. có những người, người ta ủ chuối ấy, dấm chuối bằng hương ấy cho nên là thắp hương là chuối lấy chóng chín vì cái mùi hương nó có cái những cái chất hóa chất nó giúp cho kích thích hoa quả nó chóng chín thì đấy cũng là cái nguyên nhân khiến cho cái vật cúng thờ cúng nó dễ bị hư bị chín bị héo sớm à, và một phần nữa cũng có thể là do vong linh họ về họ thụ hưởng họ rút cái tinh chất của cái vật thực cho nên là cái vật nó chóng hư chóng thối chóng hỏng chóng chín hơn nha yeah đó thế còn mà đây bạn bảo hay là do quỷ thần nó về là ăn vụng <laughs> thì, thì thầy thì thầy cũng không thể khẳng định là quỷ thần đến vụng nhưng mà theo như thầy biết trong cái thế giới tâm linh ấy, phép tắc nó rất là nghiêm khắc không dễ gì quỷ thần đến vụng đâu vì mỗi nhà chúng ta đều có những cái vị thổ thần họ cai quản không dễ à, mà trong thế giới tâm linh không dễ anh mà đi trộm cắp được đâu không phải chỉ có loài người chúng ta trên này mới phức tạp nhiều chuyện ăn trộm ăn cắp lừa đảo chứ còn thế giới tâm linh khác chúng ta nhiều lắm thưa này chúng vì nó hiện lên ngay ấy, không lừa được thì họ biết ngay tâm lừa không được ấy. cho nên thế giới tâm linh quy tắc nó khá nghiêm ngặt không phải dễ nhá chân đây bạn ấy đổ là quỷ thần nó đến nó ăn vụng ăn trộm thì không hẳn mình đừng đổ lỗi như vậy nhá thì thầy xin giải thích như vậy để bạn hiểu thêm hiểu về những cái hiện tượng hoa quả thực phẩm cúng dường gia tiên tiền tổ là trong hư trong héo nó có những cái lý do như vậy. Yeah. Câu hỏi từ Nick Facebook tên là Tuấn Lê, bạn hỏi thế này: kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con những câu hỏi sau có liên quan đến nghi thức tàng lễ. À, thứ nhất là người chết trước khi khâm niệm có cần phải cởi hết nút thắt ở trên người không ạ? À? Thứ hai là ban đầu là đầu người chết quay ra cửa lúc nửa đêm chuyển cứu có phải quay đầu nữa không ạ? À? Thứ ba, lúc đưa ra mộ thì đầu đi trước hay là chân đi trước? Nếu đầu đi trước thì có vấn đề gì không ạ? À? Xin thầy hoan hỷ giải thích giúp con cho con biết thời gian thầy giảng bài để con có thể lắng nghe. <laughs> thầy không biết làm sao để cho bạn ấy biết là giảng vào giờ nào thì câu hỏi nó quá nhiều thầy cũng không thể trả lời ngay. Câu hỏi này có bán gửi về cũng mấy kỳ rồi, hôm nay thầy mới trả lời được. Mấy kỳ trước cũng bận, không có thời gian trả lời hết. Thầy xin chia sẻ với đại chúng và với bạn Tuấn Lê thế này. nhắc tiên để chúng ta hiểu về cái việc tang lễ, tức là cái ứng xử với một cái người chết, với một cái thi hài. Như lúc nãy thầy giảng trong bài kinh vừa rồi đấy, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi vùng quê lại có một cái kiểu ứng xử đối với cái thi hài người chết khác nhau theo quan niệm tập tục truyền thống văn hóa tôn giáo của họ rất khác nhau vì do họ hiểu về cái chết khác nhau phải không chỉ có đức phật của chúng ta mới biết chính xác cái chết nó là thế nào à, ông khổng tử ông cũng không biết chết là thế nào mà cho nên khi đệ tử của ông hỏi là thưa thầy á, xin con xin thầy dạy cho chúng con chết là thế nào ông khổng tử bảo là ta đang sống thì ta biết chết đâu mà ta biết chết thế nào thế còn khi chết thì ta chết rồi ta cũng không thể biết chết là thế nào nữa chết thì chết rồi còn biết cái gì nữa à, cho nên ông bảo cho nên không trả lời Đấy. còn đức phật của chúng ta thì ngài nói rõ sinh là như thế nào chết như thế nào đi về đâu ngài nói rất rõ ràng ngài chỉ ra rõ ràng chúng ta cho nên ấy, đã theo đức phật đệ tử đức phật thì chúng ta nhất quán một cách ứng xử đối với người đã chết nghe không nó rõ ràng chuẩn mực và nó vĩnh viễn là như vậy người chết là như vậy đấy à. chúng ta đối xử ứng xử với thi hài người chết và đối với vong linh người chết như nào chúng ta biết, biết được đức phật dạy rồi chúng ta có cách ứng xử rất là chuẩn mực và chắc chắn như vậy cho nên chứ tăng trưởng mình khi đi làm lễ ở đâu thì làm lễ rất là đơn giản nhưng thực sự nó lợi ích cho người chết cho người đã mất thật sự cho nên thường mọi việc nó rất là kiết tưởng rất lành còn nhiều khi các vị thầy cũng đến múa múa quay quay rồi chập chập chang chang rồi lấy dao băm chỗ này phen chỗ kia làm mà mía cả lên nhưng cuối cùng thì vẫn xảy xảy ra chuyện vì các vị làm có đúng pháp đâu không biết được chỉ làm cho gia đình người, người mất người ta thêm hoảng loạn đấy Thế các vị hù dọa đó thế còn mình hiểu được mình làm đúng pháp nó được lợi ích thật sự nhé. Yeah. vậy thì bây giờ đối với thi hài người đã mất bạn này bạn hỏi là thế nào thứ nhất ấy là người chết trước khi khâm niệm có cần cởi hết nút thắt trên người không ạ à? thì chúng ta biết là một người khi mất ấy, thì sau đó thì thường được gia đình tắm rửa nghe không sạch sẽ để thay quần áo mới cái đó cũng là việc tốt thôi nghe không lúc sống mà đến lúc mất ta vẫn trân quý nhất là người đấy lại là người thân thương của mình nghe không đó thì chúng ta có nơi vẫn còn đánh phấn cho người mất nghe không cái đó cũng không, không vấn đề gì để cho con cái nhìn đấy cha thấy mẹ thấy anh em cái lúc ngày giờ phút cuối cùng nó vẫn đẹp đẽ những cái kỷ niệm hình ảnh đẹp không sao thầy không phê phán chuyện đó bây giờ khi uh, chuẩn bị niệm thì người ta có cái cái vải niệm cái mục đích cái vải niệm là gì để cho nó bó gọn cái thi hài vào đại chúng hiểu không ông tay chân người chết nhiều khi nó cứng hoặc là nó thỏng ra nếu nó mềm thì nó thỏng ra mà không thì nó cứng đơ À, cho vào quan tài nó sẽ rất là khó Có những quan tài nó, nó, nó nhỏ, nó chật, nó chỉ vừa thôi Nếu để tay mà khoành khoàng ra, chân khoành khoàng ra Không cho vào được Cho nên người ta phải có cái vải niệm Cái vải niệm ấy để bó cái thi hài lại Bó tay lại, bó chân lại Nghe không? Để chúng ta khênh, chúng ta bỏ vào quan tài cho nó dễ dàng Nhé Thế thì khi mà bỏ vào quan tài rồi Thì có nơi thì vẫn cứ buộc Vẫn buộc hai ngón chân lại, hai ngón tay lại Nghe không? Thế nhưng mà đối với chùa mình thì không cần thiết phải buộc như vậy nhé. Nên ta thấy nó không cần thiết cho được vào quan tài rồi là yên tâm. Chân cho được vào quan tài rồi ta có thể cởi cái nút buộc cái ra. Nghe không? Các cái nút buộc ta cởi ra, không có vấn đề gì. Mà nếu có buộc thì cũng không sao nhé. Vậy cho nên buộc hay cởi cái vải niệm ấy đều không có vấn đề gì nhé. Để chúng gió chỗ này chưa? Đó. Thứ hai bạn ấy hỏi là người đợi người chết lúc ban đầu là đầu quay ra cửa Đến nửa đêm thì lại chuyển cữu Thì lại phải quay đầu Thì có phải quay nữa không? Thì cái tục chuyển cữu là từ xưa à, Theo cái tập tục uh, truyền thống của mình ấy, Cái này thì cũng không phải trong thọ mai ra lễ đâu Nhưng từ xưa Mình là vẫn làm cái lễ chuyển cữu Tức là ban ngày để đầu quan tài như thế này Đến đêm là quay trở lại Thế cái, cái tục chuyển cứu này là thế nào? Vì chúng ta quan niệm người chết vẫn còn đang ngủ nghe không chứ mà nằm mãi một tư thế thì nó mỏi mệt cha mẹ đến nửa đêm ngủ vẫn chở mình đấy các con hiểu không vẫn phải chở mình cho nó đỡ mỏi ấy. chứ nằm mãi một tư thế nó cũng thường ấy chúng ta nếu không phải là người thiền định ấy thì nằm một đêm là răn dở có khi cả chục lần ấy, chứ chẳng phải một lần đâu lăn bên này lăn bên kia phải không? thế cho nên ấy, cái gọi là chuyển cữu có ý nghĩa là gì là để cho người đã mất đấy đỡ mỏi mệt chúng ta quan niệm người ấy vẫn như là đang ngủ vẫn đang sống đấy cho nên là xoay chuyển một tí cho nên chuyển cữu nhé thứ nữa nó lại còn có những cái thuyết âm dương và, và qua 12 giờ đêm là chuyển từ ngày hôm này sang ngày hôm khác là âm dương thay đổi cho nên ta cũng chuyển để cho nó thuận theo lẽ âm dương đấy là theo cái thuyết âm dương thôi nhé thế còn theo phật giáo chúng ta thì không nhất thiết hiểu không? cái xác chết thực ra mà nói nó cũng giống như là cái khúc gỗ mà thôi Nghe, miễn là vong linh đừng chấp trước đừng dính mắc vào đấy là ổn thế còn xác chết thì chúng ta biết rồi có băm có chặt có cho vào đốt thì cũng có kêu khóc gì đâu có nằm như thế cho đến đến khi thối ra cũng có ai kêu đâu xác nó có kêu đâu nó là, là cái xác chết thì đức phật nói là nó là đất thôi là tứ đại có gì đâu nha cho nên à, nếu mà ở à, vùng quê nào còn duy trì cái tập tục tập truyền cứu thì mình cũng tùy thuận ở đây thầy không không bắt bỏ vì có những người người ta vẫn thích như thế người ta vẫn tin như thế thế thì chuyển thì chuyển có sức chuyển thì cứ chuyển không chuyển một vòng chuyển mười vòng cũng được thế còn nếu không chuyển thì thôi phật tử chúng ta đã là con phật hiểu thầy giảng rồi là không cần chuyển nhá đấy là cái việc chuyển cứu thứ ba bạn hỏi là lúc di quan đấy đi ra mộ thì đầu đi trước hay chân đi trước đấy nếu đầu đi trước thì có vấn đề gì không thế đó thì cái tục của chúng ta có chỗ thì có đám tang thì để quan tài là đầu quay ra cửa lúc đi là đầu đi trước thế có chỗ thì lại bảo phải chân đi chứ đi ai đi bằng đầu cho nên lại quay để cái chân đi ra phía cửa để lúc đi là cho chân đi ra trước <laughs> đại chúng thấy không chỉ hai cái chuyện này đã cãi nhau rồi cái anh mà cho đầu đi ra trước ấy thì mới nói thế này đầu xuôi thì thì đuôi lọt đúng không mà ở đây họ lập luận thế này này cái người khi ở lòng mẹ sinh ra mà đầu ra trước là thuận đúng không rõ ràng ở lòng mẹ sinh ra là những đứa nào mà đầu ra trước là thuận là dễ đẻ đúng không chứ mà hai chân nó ra trước nó lại nó lại răng hai chân ra thì đẻ làm sao cho nên là ngược <laughs> đúng không thế cho nên có những quan điểm thì bảo chúng ta đi ra khỏi nhà lúc cái di quan cũng giống như là mình đã sinh sang thế giới mới giống như trong lòng mẹ mình sinh ra mình sinh ra tức là mình cũng vào một thế giới mới thì đầu đi trước là thuận thế cho nên quan niệm này thì cho đầu đi ra trước tại chúng hiểu chưa thế còn quan niệm bảo đi phải bằng chân thì lại cho chân đi trước không sao cả hết đấy này chúng hiểu không đầu đi trước cũng được chân đi trước cũng được đối với đạo phật mình rất thoải mái chỗ này nhé còn mấy cái anh thầy cúng mấy anh thầy bói mấy anh phong thủy thì các anh mới bày vẽ ra cái chuyện nọ chuyện kia cái này hoàn toàn không có trong phật giáo đại chúng thấy phật pháp chúng ta thoải mái không À, chúng ta hiểu được phật rồi chúng ta đến rất thoải mái mà không cố chấp đầu đi trước cũng được chân đi trước cũng được cũng chỉ là tứ đại mà thôi có phải không <laughs> nên khi mà chúng ta thấy hỏa táng xong rồi thì hỏa táng xong rồi nhặt đều cái một cái hũ cho đấy thì còn đâu là đầu đâu là chân nữa làm xếp lộn hết ở trong cái chỗ đấy rồi đúng không còn đâu là đầu đâu là chân gì nữa đâu đấy thế cho nên ấy mới thấy là phật pháp là thấy đúng sự thật cái xác chết là cái xác chết Và chỉ trừ mỗi cái vong linh còn chấp trước dính mắc vào đấy không thôi cho nên đầu đi trước hay chân đi trước không thành vấn đề vấn đề bây giờ là giải quyết được vong linh vong linh của nhà chúng ta giác ngộ không chấp trước vào thân xác nữa thì đầu đi trước cũng được chân đi trước cũng được mà không thì đi ngang cũng không giác đó à, đại chúng nhé chúng ta phải hiểu cho nó quan trọng nhất là vong linh giác ngộ đại chúng hiểu không nào à, cái thân của mình nó đã là cái xác chết rồi không có không có ý nghĩa nặng nề gì nữa nhé, để chúng ta hiểu. Vậy Phật Pháp là như vậy đấy, Thầy giảng chỗ này để Phật tử thấy. Phật Pháp rất là rõ ràng, rất là minh chiếc, rất là thấu đáo và lại rất là phóng khoáng, không chấp trước, rất tự do, rất tự tại. Nếu mà chúng ta không biết Phật Pháp mà hôm nay lại thấy ồ thế này, đầu đi ra trước này chết rồi. Sao đi bằng đầu thế này, chắc là bố mẹ mình chắc là kiểu này là có ngày là vỡ đầu, thế rồi là khổ, là sợ. Nhưng mà mình hiểu Phật rồi mà không sao phải wow. không hay là chân đi ra trước thế này là ngược mất rồi đó. lại sợ nhiều cái sợ hãi do không hiểu biết do không có chính kiến tại chúng hiểu không đấy cái này chứ chính Phật pháp là chính kiến là minh chiết cho nên chúng ta không có bị sợ hãi nhé đấy thì thầy xin uh, giải thích cho bạn này để bạn hiểu không thế nào cũng được miễn là khai thị được cho vong linh không còn chấp trước và thân xác nữa cái điều đó là cái điều quan trọng nhất thôi nha Câu hỏi từ Facebook của bạn An Tỷ Tỷ Bạn hỏi này, kính thưa Thầy Con sinh con tự nhiên Nhưng hai lần đều rất vất vả Lần đầu chữa con sinh non bé được một cân tám Từ lúc sinh ra đến khi ba tuổi cháu ốm đau triển miên Cháu thứ hai thì suýt nữa xảy thai Khi thai được ba tháng Đến khi sinh ra cháu cũng rất là quấy khóc khó nuôi xin thầy cho con hỏi sao số của con lần đận vất vả về đường con cái và nuôi con chật vật không được mát tay như người ta ạ à? xin thầy chỉ dạy cho con con xin cảm ơn thầy đấy để bạn an tỉ tỉ bạn hỏi về cái việc mà nuôi con hai lần sinh nở thì đều rất là nguy hiểm phải không? Đó, lần thứ nhất thì là sinh non Đó, lần thứ hai thì thai suýt nữa là bị xảy thai lại cứu được nhưng cả hai bé sinh ra đều rất là yếu hay khóc lóc rất là ốm đau ừ, đó bây giờ bạn hỏi là làm sao đây thế thầy xin chia sẻ với bạn an tỷ tỷ thế này trước hết chúng ta phải cùng nhau nhận định ấy cái chuyện về cha mẹ và con cái nó là duyên là nợ với nhau nghe không từ xưa thầy vẫn nói với đại chúng rằng cha mẹ vời con cái đến với mình vời tức là chiêu nó đến mời nó đến gọi nó đến Đấy, chứ không phải là chuyện thường mặc dù là cha mẹ sinh ra con nhưng mà mình thì chả biết mặt mũi đứa con mình nó sẽ thế nào mình có cái tác có cái nhân để sinh ra nó Đó, vời nó đến nhưng mà lại không biết nó như thế nào gọi là vị khách mời đến mà không biết mặt mũi trước Đấy, rất là phức tạp nhưng mà đúng cha mẹ là cái hạt nhân để chiêu vời con cái đến gọi con cái đến với mình Cha mẹ mà có nghiệp tốt Thì sẽ gọi những đứa con cái tốt đến với mình Cha mẹ mà nghiệp xấu Nghiệp ác nhiều Thì chắc chắn sẽ gọi những đứa con xấu ác đến với mình Nhân duyên nó rõ ràng như vậy Không thể khác được thưa đại chúng Thì chúng ta nhớ cái câu chuyện đấy ừ, Câu chuyện ông vua Bình Sa Sinh ra hoàng tử a Sà thế Và sau này a Xà thế Đã lên cướp ngôi của vua cha và giết vua cha Và sau khi mà chúng ta Biết về câu chuyện nhân duyên nghiệp quả Thế biết đúng rồi Đây là ác nghiệp của ông vua Bình Sang Vì chính ông ấy Đã từng giết hại Cái đứa con này trong tiền kiếp Cho nên bây giờ nó báo án Sinh làm con mình để đòi nợ đấy thưa đại chúng Mà nó đòi nợ Nó thể hiện cái sự đòi nợ ngay từ khi trong bào thai Hoàng hậu Vi Đại Hy Từ khi mang thai thái tử a Xả thế Là bà hàng ngày Bà khao khát được uống máu từ cánh tay phải của ông vua bình sa khao khát đến nỗi bà thèm được uống những giọt máu ấy đến nỗi bà không chịu nổi một người bà xanh sao gầy mòn đấy Thế lại chúng thế mà từ khi có thai a à, xả thế và vua bình sa thấy hoàng hậu gầy mòn như vậy không hiểu làm sao mà hỏi thì bà không dám nói ai này vợ này muốn đòi uống máu của chồng bao giờ nhưng về sau ông gặng quá mà thế Thế thiếp làm sao mà lại cứ thế này không nói thì, thì thì bệ hạ cũng không thể an lòng được để mà điều hành công việc của đất nước được Cuối cùng dồn mãi thì bà phải thú thật bảo tôi xin là bệ hạ phải tha tội cho thần thiếp. thì thần thiếp mới dám nói nha. Thật sự là thiếp muốn được uống những giọt máu từ cái cánh tay phải của bệ hạ. Thiếp thèm lắm thèm lắm ấy. Thế mà lạ thế này chúng thấy có cái tai quái không? Ở đây có cô nào mà mà khi mang thai bị cái tình trạng này không? Thế thì vua Bình Sa là thương vợ lắm mà chắc là ông cũng cũng biết lúc ấy là ông đã là một Phật tử rồi. Thế ông sẵn sàng ông lấy gươm ông rạch tay ông ra và cho bà vợ bà nó mút những giọt máu của ông. Khi bà mút được xong là người bà mới hà hê nó khoan khoái nó dễ chịu. Đại chúng thấy kinh khủng không? người phấn chấn hẳn lên đấy chúng ta thấy một cái oán thù mà từ trong thai đấy thưa đại chúng và chính vì cái chuyện đó mà các vị tướng sư họ mới đoán họ đoán rằng cái ông con này cái thai này sau này sinh ra là một cái nghịch tử chắc chắn là sẽ giết cha oán thù với cha cho nên cái chữ cái chữ đặt tên a giả thế đấy cũng có nghĩa là nghịch tử đấy chứ không phải không đâu là cái người mà sau này gọi là sinh oán cái chữ a sở thế là sinh oán là sinh ra là sẽ báo oán giết cha và đúng thật quả lớn lên là ông ấy ông đã bắt vua cha nhốt vào ngục và giết chết vua cha để cướp ngôi câu chuyện nó xảy ra đúng như vậy thấy không đại chúng thấy cho nên ấy, nói cha mẹ và con cái nó nhân duyên nợ với nhau rất là chẳng chịt nhiều đời nhiều kiếp nhiều chuyện lắm thầy vẫn nói là cha mẹ gọi con cái đến nhé và không phải chỉ gọi con cái đến trong lúc mà mang thai đâu. Ngay trong khi mà sinh con ra rồi, chúng ta vẫn tiếp tục gọi con cái đến. Này, chúng thấy không? Thế là thế nào? <laughs> Mình sinh con rồi, nhưng cha mẹ tiếp tục lại gọi con cái đến tiếp. Không phải là sinh ra đứa nữa, đẻ ra đứa nữa đâu. À, nhưng mà cha mẹ sống như thế nào thì tiếp tục sinh ra những cái đứa con như thế ấy. Tức là con mình nó sẽ tâm tính của nó thay đổi, ảnh hưởng rất nhiều với cái nghiệp duyên của cha mẹ. Đại chúng hiểu không nào? Con mình nó sinh ra được rồi, năm tuổi, bảy tuổi, nó rất là ngoan. Nó đang là một đứa con rất ngoan. Nhưng sau đó cha mẹ bắt đầu tạo ác nghiệp. À, gian dối lừa đảo trộm cắp. À, tà dâm đủ thứ trò. Một thời gian sau, cái đứa con ngoan của mình nó biến thành một cái thằng con khác đấy thầy gọi là sinh ra đứa con khác đấy tâm tính nó thay đổi hẳn biến thành một đứa khác luôn không phải như đứa ngoan ngày xưa nữa đấy gọi là mình sinh ra nó đấy lại sinh ra nó lần nữa này chúng thấy không chúng ta là sinh sinh hàng ngày sinh sinh hàng giờ đấy Và từ cái tâm cái tâm đang thiện có khi biến thành tâm ác đấy lại là sinh một lần rồi đấy, đấy không? Đó, chứ không phải là chúng ta chỉ sinh có mỗi lần ở ở lòng mẹ ra đâu mới là sinh đâu hàng ngày chúng ta vẫn đang sinh đấy này chúng hiểu chỗ này thầy nói không cho nên ấy, cha mẹ vẫn tiếp tục khi sinh con ra rồi lại vẫn tiếp tục vời con đến nữa con nó để trở thành tốt hay trở thành xấu là do cha mẹ tiếp tục nữa đấy thế cho nên ấy, ảnh hưởng của cha mẹ cộng nghiệp với con cái nó rất là lớn vậy nên muốn cho con mình tốt đẹp cha mẹ cũng phải tích cực tu tập để chuyển hóa ác nghiệp của mình từ ác nghiệp trở thành thiện nghiệp thì mình mới sinh ra những đứa con tốt đẹp sinh ra trong đời này này sinh ra từ lòng mẹ rồi rồi lại sinh ra chúng nó ngay trong đời này nữa tức là sinh ra những cái thiện tâm cho chúng nó để chúng nó trở thành những con người tốt đấy trở thành người tốt thế phải tu thầy có một anh chị phật tử cùng đạo tràng ngày xưa lúc thầy chưa đi tu không đấy lúc đầu con anh chị nó nghịch khủng khiếp luôn chơi bời cờ bạc nghiện ngập nhưng sau đó anh chị tinh tấn tu tập Chí thiết tu tập một thời gian sau tự nhiên hai thằng con nó chuyển hóa luôn rất là ngạc nhiên chuyển hóa một cách rất là ngoạn mục á thay tâm đổi tính hoàn toàn đến luôn ngạc nhiên luôn thưa đại chúng à, thì lúc này mới biết là cái nghiệp của mình với nó, nó hết rồi thế có phải mình lại sinh ra nó lần thứ hai không đấy đây vẫn là vời nó đến đấy ngày xưa nó phá tan hoang tài sản có gì nó lấy đi hết thế bây giờ tự nhiên nó bắt đầu biết ngoan bắt đầu biết thương cha mẹ trí thú làm ăn đó anh chị mừng lắm ngạc nhiên thì thầy nói đây là anh chị lại sinh ra nó lần thứ hai đấy sinh rồi lại sinh nữa và cả đời chúng ta vẫn cứ sinh ra con tác động ảnh hưởng đến con rất là nhiều Nhớ nhất là khi mà các con nó còn sống với mình nó ở bên cạnh mình ta ảnh hưởng đến nó rất nhiều nhé vậy thì ở đây thầy có một cái nhận định như vậy để cho bạn này hiểu được cái nhân duyên giữa cha mẹ và con cái nó rất là sâu sắc rất nhiều vấn đề con thì bản thân nó cũng có nghiệp riêng của nó nó lại có nghiệp chung với cha mẹ, với gia đình mình, với dòng họ nhà mình, nó có nghiệp chung hết. đấy. Ví dụ này chúng thấy dòng họ Thích Ca là cả một cái dòng họ trong một tiền kiếp đã từng tát một cái ao cá và giết chết cá của cả cái ao đấy, bắt thịt. Cho nên giờ sinh vào trong một dòng họ, dòng họ của Đức Phật Thích Ca đấy. Rồi để chịu cái quả báo ông vua Lưu Ly sang ông tàn sát hết luôn. Đấy, sinh trong một dòng họ cũng có chung một cái cộng nghiệp. Trong một gia đình cũng có một cái cộng nghiệp. Phải không phải không có nên cho nên hiểu về cái thuyết nhân duyên nghiệp quả của phật giáo chúng ta mới thấu triệt được rất nhiều vấn đề không phải nói đơn giản một mặt đâu đơn giản một mặt nhé vậy nên ở đây liên hệ với trường hợp của bạn này Đó, hai đứa con nó sinh ra khó khăn đau yếu thế này thì biết là nó với cha mẹ có những cái duyên nợ với nhau vậy thì bây giờ các cháu nó bé nó chưa thể tu tập được thì cha mẹ phải phát nguyện tu tập hồi hướng phước báo cho các cháu hồi hướng phước báo để hóa giải cái oán kết oán nghiệp giữa cha mẹ và con cái để cho mình bớt vất vả Nghe không? Đấy, thế cho nên cái này là cái phải bằng tu tập và những tấm gương ở chùa mình rất nhiều gia đình đã ứng dụng tu tập và chuyển hóa thật sự Nghe không? ở đây thầy kể câu chuyện câu chuyện này à, xảy ra rồi cái cháu này nó mang thai cũng là con đầu lòng thầy xin phép không được nói tên cháu Thế thì uh, cái thai ấy, nó bị tật nguyền. Bác sĩ khám là phải bắt phải bỏ thai. Bắt phải bỏ thai. Khuyên cháu lên bỏ thai. Không thì sinh ra nó tật nguyền, nó bị uh, tim nó bị làm sao rồi là đài thận nó làm sao gì, gì đó, tay chân. Thế nhưng mà cháu này thì nó đã rất khó khăn lấy chồng 4 năm rồi nó mới có thai. Cho nên là cháu rất là thương, thương con lắm nó thương lắm và nó nói là có thể là bỏ chồng cho nó không bỏ con đấy thưa đại chúng đến nỗi là giữa gia đình giữa cháu và gia đình nhà chồng đã có những cái rất là uh, xung khắc với nhau rồi đấy vì quan điểm vì cháu thì cháu đầu mà đối với người ta là cháu nội mà cháu đầu mà lại nó bị tật nguyền thì gia đình ta lo lắm mình cũng rất là hiểu thông cảm thế nhưng mà cháu này thì nó cứ cháu đứa con gái này này quyết tâm giữ thai không bỏ mà cháu về chùa mình thành chưa tăng hướng dẫn cho tu tập thế và chưa tăng hướng dẫn cháu tu tập cháu kiên định về nhà tin phật tu tập mấy tháng sau lúc cháu khám thai là 24 tuần thì đi khám lại thai thì thai chuyển hóa hoàn toàn cho đại chúng đấy chuyển hóa hoàn toàn bác sĩ đang ngạc nhiên luôn thế và sau đó thì cháu đã sinh một cháu trai rất là kháo khỉnh đấy rất kháo khỉnh đấy. gia đình bây giờ thì rất là vui cả nhà bây giờ là hướng phật hết rồi đấy thì chúng ta thấy đấy là sự tu tập nó chuyển hóa đấy thì từ câu chuyện của cháu này thầy nói các gia đình đừng nghĩ là chỉ tu lúc con ở trong bụng mình mới tu đẻ nó ra rồi vẫn phải tu và <laughs> đẻ nó ra rồi mình vẫn tiếp tục mời gọi những cái tâm niệm thiện lành đến cho nó để nó trở thành những đứa con tốt đó, đó. Thế cho nên bây giờ thì vợ chồng bạn này phải tích cực tu nha để hồi hướng phước báu cho con mình hồi hướng phước báo cho cái oan gia trái chủ oán kết giữa mình với con cái để cho nó tốt nhé cách tu tập như thế nào thì sẽ liên hệ với chùa để chùa hướng dẫn cho cách tu tập hóa giải oán kết chuyển hóa cái ác nghiệp nhé nhất là cái bài tu số 8 đấy của chùa mình đấy là bài tu rất nhiều người ứng dụng và được chuyển hóa rất là tốt nhé rồi thầy xin chia sẻ như vậy câu hỏi thứ tư từ một bạn này bạn ấy không nêu tên kính thưa thầy hôm trước con có được nghe một người nói rằng trên ban thờ không được cắm hoa giả không được thờ hoa quả giả mà tất cả đều phải là đồ thờ thật có như thế mới thể hiện sự thành tâm còn nếu thờ đồ giả thì không thành tâm sẽ bị ông bà tổ tiên trách phạt con nghe như vậy thì thấy rất lo no lắng vì nhà con cũng có cắm hoa giả trên ban thờ. Con rất mong nhận được sự giải đáp từ Thầy về vấn đề này để việc thờ cúng được đúng ạ. À. Con xin cảm tạ ơn Thầy. Đấy, bạn này bạn hỏi về cái việc trên ban thờ nhà bạn ấy có cắm hoa giả, phải không? Như bây giờ, bạn hỏi là đồ thờ, đồ lễ là phải đồ thật hay đồ giả? Nếu mà để đồ giả có làm sao không? thầy xin chia sẻ với bạn này và đại chúng thế để chúng ta hiểu về cách thờ cúng gọi là thờ cúng nghĩa là để bày tỏ lòng thành kính sự tri ân đối với cái đối tượng mà mình tôn kính tôn thờ đại chúng thấy đúng không bây giờ mình thờ phật thờ thần thờ trời thờ tiên thờ ông bà tổ tiên thờ anh hùng liệt sĩ thờ các vị có công với đất nước mình thờ những cái người đấy hoặc những người có ân nghĩa với mình mình cũng thờ được hết đấy tức là những cái chỗ mình kính trọng mình tôn thờ thì mình thờ nghe không? thế thì cái việc thờ này người ta có thể là lập đền thờ làm nhà thờ chùa là cái nhà để thờ phật thờ các vị thánh tăng các vị hộ pháp thiện thần hay là miếu thờ điện thờ và cụ thể nhất là cái bàn thờ trong nhà chúng ta đấy để dùng để thờ nghe không thì khi thờ như vậy chúng ta có cái đối tượng thờ chúng ta có thể là tạc tượng ví dụ như tượng Phật để chúng ta thờ hình tượng của ngài hoặc tranh ảnh Phật chúng ta thờ hoặc là chúng ta không có thờ tượng thì chúng ta thờ cái linh vị cái bài vị của các ngài không? hoặc không có cả những cái đấy thì ta thờ vọng thôi có một bát hương thôi ta thờ vọng vậy thờ thờ không có hình ảnh gì cả gọi là thờ vọng có những cái tháp thờ vọng nghĩa là tháp ấy trong bát tháp ấy chỉ có bát hương thôi không có tượng không có linh vị mà không có chỉ là cái tháp ghi tên là thờ cụ nào thiền sư nào tổ sư nào đấy gọi là thờ vọng nhé ví dụ như là ở chùa lân Niên tử có tháp của cụ tổ sư chân nguyên thì tháp ở chùa lân đấy là tháp tháp thật tháp chân thờ đúng xá lợi của ngài đấy còn ở chùa quỳnh lâm là có một cái tháp thờ tổ chân nguyên là tháp thờ vọng không có xá lợi ở đấy đấy gọi là thờ vọng nhé thì trên cái bàn thờ thưa đại chúng chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta trang trí trên cái bàn thờ để bày tỏ sự cung kính không. chúng ta nào là chân đèn này cây nến này đỉnh đồng này rồi là các thứ khác để trang trí cái bàn thờ cho nó đẹp nhá gọi là trang trí bàn thờ thì tất cả những cái đồ trang gọi là trang trí đấy thì chúng ta có thể dùng tất cả những cái gì mang tính chất là cung kính trang nghiêm ta đều có thể đem đến trang trí được mà nó phù hợp nó thể hiện cái sự tôn nghiêm sự tôn kính của mình đối với đối tượng mình mình thờ cúng nhé thì được đó thế còn những cái vật phẩm để cúng giàng để cúng gọi là dân cúng vật thực thì bắt buộc cái đấy phải là đồ thật chứ không ai đi dân cúng lại con cúng một nải chuối bằng nải chuối bằng nhựa sao các ngài ăn được các ngày trứng được vong linh về cũng không thể thụ hưởng cái, cái quả chuối bằng nhựa ấy được nó chả bốc ra mùi hương gì đúng không cái hương của nhựa cũng không thể ăn được hay cúng mấy cái hoa quả cũng bằng nhựa bằng xốp sao ăn được cúng vật thực thì phải là thật thế còn những đồ trang trí thì có thể là đồ đồ giả ví dụ như hoa nhựa mình trang trí không sao cành vàng lá ngọc thì thấy nhiều gia đình đi mua cành vàng lá ngọc nó cũng đẹp vậy đặt lên bàn thờ để trang trí thôi vì cái này là trang trí không phải là vật để cúng dường nó khác nhé trên bàn thờ chúng ta có những cái vật là trang trí ví dụ trên bàn thờ chùa mình đây có những bình lọ để trang trí đấy những cái hoa kia là hoa trang trí chứ không phải hoa cúng dường còn đồ cúng dường phải là đồ thật phải hoa quả thật và nó có hương có vị thì đấy là cúng dường Đây chúng hiểu không nào vật thực cúng thì là phải là thật còn vật trang trí thì không cần phải là thật đúng không Đấy, vật trang trí thì cái, lọ này nó bằng đồng nên làm sao có ngày ăn được nhưng nó là đồ trang trí vẫn để lên được cái lư hương cái đỉnh đồng bằng đồng ai ăn cái đấy đâu cái đấy là vật đồ trang trí chúng ta phân rõ đồ trang trí khác còn vật cúng phẩm vật cúng nó phải là đồ thật cúng để các ngài thụ hưởng mình mong các ngài thụ hưởng gia tiên thụ hưởng phải là đồ thật không được cúng bằng đồ giả nhé cúng lên một mâm cơm gạo bằng nhựa vào wow. chuối bằng nhựa thì các cụ thụ làm sao được đúng là các cụ về thế là các cụ quả trách cho là phải đấy wow. mà mình còn mắc cái tội dối trá giống như thầy vẫn nói đây, nè phật tử mình đến chùa mang nải chuối đến cúng phật là chuối thật đi chăng nữa mà cúng xong rồi cúng phật con bạch phật hôm nay con cúng phật nải chuối xong lại bê về đấy vẫn là cái tội ăn trộm của phật đấy không <laughs> con cúng cho phật nải chuối thì phải để đấy cho phật chứ À, mà Phật không dùng thì chúng tăng là người thừa kế của Phật phải được dùng. Chứ cúng xong cho Phật lại vác chuối về thì không được khấn là con cúng Phật. Mà con mang lại chuối nên con mời Phật ngắm giúp con thôi. Đúng không? Ngắm xong con lại mang về. Thế thì không sao, chứ còn đã gọi là cúng Phật, tức là biếu cho Phật rồi. Là phải của Phật rồi, không được mang về nữa. Đấy là đồ thật còn như vậy. Thế huống hồ chúng ta lại cúng đồ giả thì không được nhé. Cái đồ vật phẩm cúng dường phải là đồ thật vật thật cái vật ấy có thể thọ hưởng được thì vong linh mới có thể thọ hưởng được và đức phật thì đương nhiên các ngài không thọ hưởng nhưng mà các ngài mới chứng minh cho mình được chứ mình cúng đồ giả này cúng tiền các ngài cúng tiền âm phủ các ngài cũng không chứng được và vong linh cũng không dùng được cái đấy cũng là là đồ giả đấy không nên cúng những thứ đấy nhé cái gì sinh ra được phước báu thật sự thì mới được còn cái nào là vật trang trí ở đây chúng ta phân biệt rõ vật trang trí ban thờ nó khác vật trang trí đương nhiên nó không thể không nhất thiết phải là thật bằng nhựa, bằng đồng, bằng gỗ, bằng gì cũng bằng đá, đều được hết đấy. nhé, cái đó không phải là vật cúng giường. đó, thế thì ở đây thầy xin chia sẻ với bạn này để bạn hiểu rất là rõ phân định rõ. Đấy, cho nên trên ban thờ nhà bạn nếu mà có bày hoa giả để trang trí, cái đó không có lỗi gì cả. còn khi mà cúng giường thì phải là hoa thật và nếu không có những thứ đấy thì chỉ cần một chén nước trắng thôi cũng được là nước thật chứ không phải là nước giả. Nhá, có một số cái chỗ họ làm cả những cái 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 cốc thủy tinh trong bên trong họ đổ thủy tinh vào trông nóng lánh như nước thật đấy à, nếu cúng cái đấy thì các ngài không chứng nhau đâu ngài đâu có dùng cái nước nước thủy tinh đâu nha đó đấy thì thầy xin chia sẻ như vậy để cho bạn hiểu rõ nha đại chúng cũng nắm được câu hỏi từ tài khoản youtuber của bạn Hoàng My bạn Hoàng My gửi câu hỏi thế này kính bạch thầy giữa tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại bản thân con và không ít người phải đối mặt với rất nhiều những lo lắng bất an về sức khỏe kinh tế cuộc sống bị xáo trộn và rất nhiều nỗi lo khác con mong thầy dạy cho chúng con cách giữ tâm bình an để vượt qua đại dịch con xin cảm ơn thầy bạn hoàng my bạn gửi câu hỏi như vậy như thầy xin chia sẻ với đại chúng và bạn hoàng my thế này trước hết ấy, chúng ta phải cùng nhau nhận định thế này chúng ta là đệ tử phật đức phật đã dạy chúng ta rất là rõ ràng ngài nói rằng thế gian là cõi khổ là biển khổ chúng ta đang ở trong biển khổ Đấy. Mà trong kinh đức phật gọi là có tám mối khổ lớn và vô số các cái khổ nhỏ tám cái nỗi khổ lớn là khổ của sinh già bệnh, chết. Cái này nó xảy ra với thân của chúng ta, ngay cái thân này phải sinh già bệnh chết. Rồi cái khổ của gì? Cầu bất đắc, mong cầu không tọa ý. À, bây giờ chúng ta đấy, chúng ta mong cầu nhiều cái không tọa ý. À, ái biệt ly, oán táng hội, yêu thì phải xa lìa, ghét thì phải gần nhau. Và ngũ ấm này, xí thịnh, cái thân ngũ ấm này nó hừng cháy nó thiêu đốt chúng ta khổ cho nên chúng ta sống bản chất cuộc sống này thực sự nó là khổ nó là khổ thật đạo Phật gọi là có ba cái khổ chia ra là khổ khổ hoại khổ và hành khổ cái dịch bệnh này là cái khổ khổ của chúng ta đấy cái hoại khổ tức là cái niềm vui của chúng ta rồi nó cũng tan đi hết rồi cái khổ nó lại đến Đấy. cho nên ấy, tất cả nó đều là đắp đổi đến với cái khổ thôi vui chỉ chớp nhoáng một cái rồi là khổ lại ập đến cái vui của chúng ta thực chất chỉ gọi là bớt khổ đi một chút chúng ta gọi là vui thầy vẫn lấy ví dụ giống như người bị khổ của, của ghẻ đấy à, khi được gãi ta bảo sướng quá sướng quá thì cái gãi là giải pháp để chúng ta bớt ngứa bớt khổ đấy nó ngứa quá, khổ quá bây giờ gãi lên cái ta bớt ngứa thì ta ta thấy bớt khổ ta gọi là sướng. Chứ thực chất ta vẫn đang còn con ghẻ, ta vẫn đang khổ. Đúng không này chúng? Đấy. Cho nên ý, tất cả mọi cái ở trên đời này chúng ta gọi là sướng, là khoái lạc nó chỉ là bớt khổ. Đấy thôi. Tất cả những cái dục chúng ta được thỏa mãn là khi chúng ta bị dục nó thiêu đốt, chúng ta rất khổ về cái thiêu đốt của dục này, chúng ta khi thỏa mãn nó chúng ta thấy là sướng là vì nó bớt được cái thiêu đốt đi đi đấy chúng ta thấy không chân nhìn cho sâu thì mới biết cái chúng ta gọi là sướng ở trần gian này chẳng qua chỉ là bớt khổ một chút thôi giống như mình đang gánh nặng 100 trăm cân đến tự nhiên có ai gánh đỡ cho mình 30 mươi cân thì ơi sướng quá thấy nhẹ vài sướng quá nhưng thực ra trên vai mình vẫn còn 70 cân vẫn còn khổ mà có phải hết đâu này chúng hiểu không à... vẫn còn khổ Ê, thằng con mình nó đang quậy phá tưng bừng nên tự nhiên hôm nay thấy nó về nó ngoan ngoãn thấy sướng nhẹ người nhưng mà rồi chưa biết chừng nó lại nó lại quậy hôm nào nên không biết nữa đấy đấy nó chỉ là bớt khổ một tí ta tưởng nó sướng thế thôi đó nha thế này chúng thấy chúng ta ở trong cái thế gian này là trong biển khổ không thể nào mà ra thoát được chỉ duy nhất chỉ có con đường Phật pháp mới thoát khổ được thôi đấy thế thì thưa này chúng cái hoàn cảnh bây giờ chúng ta cả thế giới đang bị dịch bệnh covid đây là khổ chồng nên khổ đấy chẳng có dịch bệnh mình đã khổ rồi bây giờ lại còn dịch bệnh chứ gọi là khổ khổ Nghe không? đấy thưa đại chúng khổ khổ trong phật gọi là khổ khổ thế thì dịch bệnh này quả thật đại chúng thấy nó hoành hành đến bây giờ là gần hai năm trời nhân loại điêu đứng hết tất cả xa sút nhiều mặt kinh tế văn hóa đều xa sút vào sức khỏe nhân loại nhất là nhân mạng à, chết bao nhiêu triệu người rồi à, vừa rồi ấn độ chết biết bao nhiêu có những ngày tuy là cái số ca lây nhiễm giảm nhưng mà số ca tử vong lại tăng lên có những ngày đến sáu người chết một ngày hiện đại chúng thấy khủng khiếp không kinh khủng khiếp luôn sợ lắm có những gia đình chết hết cả nhà luôn chết hết lây nhiễm rồi chết hết đó thế và đại chúng biết là người dân ấn độ thì họ có tin theo phật mấy đâu 99% dân ấn độ là họ theo đạo hindu không phải theo đạo phật đâu vừa rồi có một số các cái trang mạng ấy, họ viết bậy họ nói là dân ấn độ đi tắm sông hằng theo cái lễ tắm phật họ không biết họ cố tình hay là hay là vô ý Đấy. họ muốn muốn bôi nhọ Phật giáo mấy triệu người dân họ nói là đi tắm sông hằng là cái lễ tắm Phật nhưng mà thực sự đấy không phải người dân đấy họ đi theo cái đạo Hindu họ tắm theo cái lễ của họ lễ truyền thống của họ không phải là tắm Phật đấy. Chứ còn nếu người theo đạo Phật chân chính ai người ta làm như thế đâu Đức Phật ngày xưa đã đã chỉ trích phê phán cái chuyện nhảy xuống sông hằng để tắm cho hết tội đức Phật có nói nếu như vậy thì những con cá, những con cua, con tôm ở cái sông hàng ấy, nó hết tội trước chúng ta rồi à? Phải không? Hai ngày nó tắm cái nước sông hàng ấy, nó phải hết tội, nó phải được sinh lên trời hết trước chúng ta chứ? Đấy nhưng mà đâu có chuyện ấy, tội làm sao đi tắm mà hết được? Nha, yeah. Đức Phật đã phê phán chuyện đó cho nên ai mà nói rằng cái lễ hội đấy là lễ hội của đạo Phật đi tắm Phật ấy là người vu khống cho đạo Phật, xuyên tạc vu khống bôi nhọ cái đó không đúng. Ở cái lễ hội đấy sự thực là không phải của đạo phật đấy Nhưng người dân ấn độ ấy, thì đại chúng đấy họ chết nhiều như vậy đó. họ cũng vẫn rất tả kiến thế còn đức phật của chúng ta có dạy như vậy đâu mà đức phật của chúng ta dạy phật tử chúng ta những điều rất chính đáng biết cách sống đúng đắn như thế nào sống theo nhân theo quả thế nào sống văn minh khoa học thế nào là đức phật dạy chúng ta đấy. ngay cách sống của Chư tăng như thế đức phật dạy chúng ta rất nhiều cái rất là thực sự là khoa học bây giờ mới thấy là điều đức phật dạy nó rất là rất là khoa học rất là sáng suốt nên ngài là cái bậc mà toàn giác thấy biết suốt cho nên ngài dạy cái gì là cũng chính xác cho nên chúng ta rất hạnh phúc là chúng ta được duyên có duyên với phật được theo phật học phật tu theo phật luôn luôn là những điều đi trước đúng đắn chắc chắn là như vậy cho nên là phật tử chân chính hiểu phật pháp không bao giờ mà mê lầm như các tín đồ của các tôn giáo khác nghèo cuồng tín như các tôn giáo khác không có họ hiểu biết Phật pháp thì họ không như thế mà giờ. nghe không đó thế thì ở đây ấy, thầy nói là cái dịch bệnh Covid này quả thật ý, nó rất trầm trọng vừa rồi nó bùng phát lần tư ở đất nước Việt Nam chúng ta một số tỉnh thành như Bắc Ninh Bắc Giang bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh và một vài tỉnh thành nữa đang bùng phát thì cũng rất là rất là đáng lo Quảng Ninh chúng ta thì là rất may mắn là hơn tháng rồi không có Covid đúng không một số người bảo ông chắc may mắn đây là đất phật <laughs> phật tổ độ trì cho họ. Yeah. họ nói thế nhưng mà thầy nghĩ là các anh ấy mà tin đấy thì cũng là tốt cho các anh không thể nào không có vì thầy thì thầy rất là tin trong kinh đức phật dạy ở đâu có một vị a la hán ở 60 mươi dặm xung quanh là không có thiên tai dịch bệnh nó cũng sẽ tốt một vị thánh tăng a la hán thật sự đấy mà họ ở là nó lành đến như vậy đấy phước báu chư thiên đã đến ta hộ trì nó được tốt mà đại chúng đã biết cái dịch bệnh ở cái thành phố Vesali trong kinh Phật nói chính là do ác pháp phát sinh từ các vị vua chúa rồi các cái vị thiện thần người ta bỏ đi chư thiên thiện thần người ta bỏ đi người ta không hậu trì nữa và ác quỷ dạ xoa nó đến nó mới tung hành ra các cái dịch bệnh này mà cái điều này thì, năm ngoái thầy giảng rồi đấy đúng không đại chúng biết rồi nguyên nhân của nó do các cái ác pháp phát sinh từ vua quan vua chúa rồi Đó. chư thiên các vị thiện thần người ta bỏ đi như vậy chúng ta mới thấy con người của chúng ta vẫn là cái nhân tố chính đấy. chúng ta có được chư thiên chư thiện thần họ hộ trì hay không vẫn là ở ta đấy chứ không phải ở ai khác đâu chúng ta không sống không ra gì thì chư thiên thiện thần họ không hộ trì mình và chúng ta sống thiền tâm sống đúng chính pháp và wow. thật sự là có cái tâm yêu thương chúng sinh thật sự thì chúng ta sẽ được cái sự hộ trì của chư thiên thiện thần đấy nhân câu hỏi của bạn này thầy nói rộng một chút là như vậy nhé thế thì quả thật cái dịch bệnh nó cũng làm chúng ta rất vất vả rất khổ mà tăng ni phật tử chùa mình đấy và liên tục tu tập tùng kinh tiếp tục cầu nguyện thì chúng ta biết là chúng ta là một cái phần rất nhỏ thôi chúng ta tu tập hồi hướng cầu nguyện cho cả một cái Ê, tỉnh này cái quốc gia này cái thế giới này thực sự là nó cũng giống như muối bỏ bể thôi này chúng à, và từ chùa mình được mấy chục nghìn người ăn thua gì trong với nhân loại này bảy tám tỷ người đâu cầu nguyện hồi hướng phước báo còn ác nghiệp của mọi người nó cũng rất là dày ác nghiệp của chính mình rồi ác nghiệp của mọi người đều cũng rất là nặng nữa à cho nên mình tu cho chính mình đã này rồi lại còn thêm cho mọi người nữa là cả vấn đề đấy cả vấn đề Em, mọi người phải hết sức nỗ lực nhé thế thì với câu hỏi mà bạn này bạn hỏi là bạn ấy đang ở trong cái tình trạng rất là lo lắng bất an thì bây giờ làm thế nào cho nó bớt bất an thì, thì thưa đại chúng khi chúng sinh ấy gặp hoạn nạn thì hầu hết là hoảng hốt dao động bất an sợ hãi tất cả chúng sinh ở đến chín mươi chín là như vậy đấy thế còn những ai định tĩnh được, an ổn được là những người phải có sự rèn luyện tu tập, phải có quán chiếu tư duy, chứ còn không phải tự nhiên mà an ổn được đâu. Đến như là tướng cướp, đại chúng, ở ngoài đời lúc còn đang chưa bị bắt, ấy, sẵn sàng coi như là cầm dao giết người, cầm súng bắn người, không gây tay. Nhưng khi mà vào tù đến lúc mà đọc bản án tử hình thì cũng run rẩy gục ngã hết, vái tiểu ra quần hết, đấy, thưa đại chúng, sợ ai hết nghiệp nó đến là anh sợ hết đó. nhá thế còn bây giờ thì làm sao đây bạn này bạn là phật tử bạn hỏi thầy làm nào thế thì thầy xin chia sẻ với bạn ý mấy cái thế này thứ nhất chúng ta phải xác định là gì cái dịch bệnh này là chung cho cả thế giới không phải cho riêng mình hay riêng gia đình mình cái khổ này khổ chung cho cả nhân loại nhá ai cũng bị đến như ở ấn độ họ chết nhiều đến như vậy có khi là cả một xóm một thôn chết chết gần vãn luôn đấy nhưng ta biết nó khủng khiếp đến như vậy Nên nói xác chết là không kịp chôn Quăng hết ra ngoài bãi, ngoài sông, ngoài đầm cát ấy. Nó chôn được đâu, có hòa táng kịp đâu Đến lúc mà, mà mưa nó, nó trôi cát đi là xác Nó nổi la liệt ở trên, trên, trên bãi cát ấy. Nó trơ ra, khủng khiếp đến như vậy Thế thì chúng ta biết thứ nhất là xác định Đây là cái nạn chung của nhân loại Nghiệp chung mà cả nhân loại chịu đau khổ Không phải riêng ta ta cũng nằm trong cái 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 nghiệp này nhé. đấy là cái đầu tiên. thứ hai là cái việc phòng chống dịch bệnh mình vẫn phải làm thật nghiêm túc, phòng chống dịch cho mình, cho gia đình mình, mình phải thực hiện nghiêm túc, không lơ là, để cho mình yên được cái tâm về cái phần lây nhiễm nhé. trong thân quyến trong gia đình mình vẫn cứ phải phòng. con cháu mình cũng thế dạy nhau cách phòng chống dịch thật tốt. Thứ nữa, đã là dịch bệnh thế này là mọi cái nó đều ảnh hưởng. Kinh tế thì khó khăn, làm ăn thì chật vật, nghề nghiệp có khi là không có. Có khi phá sản nữa cũng xảy ra, nghĩa là thiếu thốn. Thế cho nên chúng ta phải xác định luôn rồi, bây giờ là phải sống nghèo, sống túng, sống khó khăn. À, mà sống làm sao? Nữa? Đến như chưa Tăng nhà mình này, chưa Tăng các thầy chỉ có ba y một bình bát, Bạn ăn ngày một bữa thôi. Đến thế là cùng học các thầy, thế thì ngày ăn bữa cũng được. À ngày xưa chúng ta năm bốn năm đói lắm đấy thưa là chúng thầy nghe còn nói là đến nỗi cám không có mà ăn cơ nhưng mà rồi cũng vẫn phải sống mình bây giờ chắc không đến nỗi đấy, phải không? xã hội không để đến nỗi mình phải ăn cám vẫn có sự tài trợ rồi từ thiện giúp đỡ nhưng mà ta thôi ta chấp nhận đi à, lúc này là lúc khó khăn không có công ăn việc làm đấy à, không có công ăn không việc làm thất nghiệp rất nhiều nhiều doanh nghiệp phá sản kinh tế không có, lương không có, chấp nhận. Thì ta phải xác định cái sự thật. Tức là tâm chúng ta nó chỉ an khi chúng ta thấy đúng sự thật thôi. Chúng ta phải xác định rõ sự thật chứ đừng có có bàng quang hay đừng có che phủ sự thật đi. Thấy đúng, bây giờ là phải sống khổ, sống đói. Dạy vợ, dạy con thôi, ăn đói, ăn ăn khát một chút nhé. Đó. Thế rồi chúng ta sẽ tính đến cái gì? Cái chuyện xấu nhất nó có thể xảy ra. Bản thân Thầy cũng thế đấy trong cuộc sống này có rất nhiều điều bất chắc nó có thể xảy ra bất kỳ thì chúng ta hãy tính đến những trường hợp cái xấu nhất có thể nó xảy ra thì chúng ta thế nào ta phải lường đến cái chuyện đấy trước đi không ta lường trước rồi thì tâm nó đã dịu đi và nó an đi hơn phần còn cái mà ta không lường ấy thì nó xảy ra ta mới hoảng loạn có đúng không này chúng chan phải tính cả những cái trường hợp xấu nhất nó xảy ra nha thế còn bây giờ đến cái phần tu tập này là chúng ta nhìn à, nhìn đến gương từ đức phật các vị thánh tăng các vị tổ sư cho đến chúng tăng như chúng tăng chùa mình bây giờ à, các thầy sở hữu rất ít ăn rất ít ngày một bữa thôi nghe không? mà các ngày vẫn sống được vẫn tu tập được thế thì mình bây giờ thôi mới lúc này là lúc khó khăn đói khát thì tôi ta ăn một bữa cũng được à, mà không có cơm ta ăn khoai không gì đâu khoai thì ăn sắn tính đến cái lúc cùng ấy đi để cho tâm nó ăn ổn cố gắng để vượt qua không nhẫn chịu phải nhẫn nhịn nhé thứ nữa dành thời gian lúc này mà không có việc làm ấy thì dành thời gian tu tập thiền định nhớ. quán sát về tâm nhé quán sát tâm tu tập tâm học giờ kinh ra xem các bài kinh nghe các bài kinh bài pháp rồi ứng dụng quán chiếu thực hành nó cũng giúp cho tâm mình nó an rất nhiều Tôi lại chú. một cái thời thiền mà đúng ta tu tập đúng đứng dậy xong là tâm nó rất là an lành đó, nó rất an lành có thể trước cái sự kiện nó rất là phức tạp, rất là ghê gớm. nhưng mà sau một thời thiền ta đứng dậy tự nhiên tâm mình, nó rất quân bình, nó rất an lành. Nhớ, cho nên thiền tập là một phương pháp an tâm rất là tốt cho chúng ta. Thế thì các Phật tử phải học tập thiền nhé và cũng thấy tư duy quán chiếu thấy rõ cái thế gian này từ xưa đến nay, bản chất nó là khổ não, là vô thường Nhớ, là vô thường khổ này nó là nhân duyên hòa hợp hưu hiễn không có thật đâu Đấy, nó như mộng á Đấy, nhà phật mình gọi là quán như huyễn thấy thế gian này thật sự như huyễn thiên tai dịch họa cho đến mọi cái xảy ra nó cũng chỉ là như giấc, mộng thôi như huyễn vậy thôi nhá thì khi mà ta thâm nhập được cái pháp quán như vậy thì tâm chúng ta nó an đi rất nhiều Đấy, thì nhất khoát ấy, để tâm an không có cách nào khác là chúng ta phải trực diện đối diện và thấy đúng sự thật này và chúng ta phải quay về điều phục chính tâm mình bằng phương pháp thiền tập chỉ có thiền tập Phật pháp mới giúp tâm mình nó an định được thôi nha đấy như ngài hòa thượng thích Quảng Đức đấy vào trong đống lửa cháy đùng đùng như vậy mà tâm ngài vẫn an định mặt vẫn bình thản vẫn còn ngồi thẳng lưng cho đến khi mà cháy hết xăng ngài mới mới nằm ra Thế đại chúng thấy không? Đấy, Ngài phải an tâm do tâm nó định thôi nhá. Thì tâm an định thì phải biết thiền tập đó. Thì thầy cũng xin chia sẻ với bạn này như vậy. Rời thiền định Phật pháp ra, rời quán chiếu Phật pháp thì không có cách nào giúp cho tâm chúng ta an trong những cái hoàn cảnh mà nó khủng hoảng như thế này nhá.